Cốc. Anh Bình. Anh Bình. Anh Bình. Anh Bình. Làm gì mà tôi gọi hoài không nghe vậy? Anh nhìn ra ai không? Là Cang đó. Gì rồi hả? Tôi cũng không nhìn ra ảnh luôn. Bây giờ ảnh cao và ảnh ghê nghe. Tôi ghé nhà có công chuyện rồi sẵn qua đây thăm mọi người luôn. À, tôi phải kêu mấy lần Quyền mới nhận ra đó nha. Tôi đâu có biết là Cang đi xe bốn bánh đâu. Tôi tưởng người lạ. Xe đẹp quá hen. Xe của Cang hay mượn vậy? Hỏi nói cũng biết. Xe của ông chủ. Chứ đời nào nó có xe đẹp như vậy được. Ê, đến đám cưới cho mượn cái xe này đón dâu nha. Ủa, mình ở rể mà, đâu có cần phải đón dâu. Thì chạy vòng vòng trong xóm cho bà con lát mắt chơi. Tới lúc đó đừng nói là ông chủ không cho mượn xe nha. Chắc được mà. Chừng nào hai người tổ chức đám cưới? Đầu tháng tới. Đám cưới tụi này nhất định phải về á. Không mấy cổ bàn dư tôi bắt đền à. Định đãi bao nhiêu mâm mà lo người ta ăn không hết. Ít nhất cũng phải 30 mâm. Nói thiệt ra tôi là thằng mồ côi, không bà con thân thích. Nhưng họ hàng bên Quyền đồng lắm. Với lại tôi làm thư ký cho hãng sờ bông lớn nhất gì ở đây, thì cũng phải mời ông chủ, bà chủ, với lại mời mọi người trong đó đi cho sơm tụ chứ. Mình nói. Với lại trong xóm này bà con nhờ tôi làm giấy tờ nhiều lắm. Bây giờ tới đám cưới mời lại người ta cũng đúng. Anh bình tĩnh vậy cũng tốt đó. Bây giờ hai người có muốn lên xe để tôi chở đi một vòng không? Ừ, đi chứ. Nè, làm sao đi được? Quyền còn phải đi phơi thuốc cho cha nữa. Tôi nhờ dì Năm phơi rồi. Với lại Cang đem xe bốn bánh về đây là để chở tôi đi chơi mà. Đúng rồi đó. Anh Bình đi luôn nghe. Không có được. Hôm nay tôi phải lên hãng sờ bông tiếp khách cho ông chủ. Khách quan trọng lắm á. Vậy thôi, mình cứ đi làm đi. Tôi đi một mình với Cang cũng được. Hãng gần đây không? Tôi đưa anh Bình đi luôn. Ngược đường không tiện đâu. Thôi hai người đi vui vẻ. Đi. Tôi với Cang đi nghe. Ý là cái xe đi mượn mà cũng bày đặt. Đám cưới của Quyền cũng lớn quá hen. Anh Bình nói cho vui vậy thôi, chứ thiệt ra không phải vậy đâu. Và với tôi đều muốn làm đơn giản. Nhà chú Sáu đang gặp chuyện không may. Mình tổ chức rình rang vậy thôi sao được.